các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Quay 110 độ mang cái nhìn tinh tế bởi những sự giản đơn đến rợn người. Quay là cái tên chắc hẳn không còn xa lạ với những người tiêu dùng ở khu vực Đông Nam Á. Qua mỗi thế hệ, nó luôn để lại một dấu ấn riêng biệt. Và ở Thái Lan thì con chiến mã này luôn được ưu ái bởi những biker chịu chi qua những bản đồ đầy ấn tượng. Và cái chiếc quay 110 độ kiểm dưới đây là một ví dụ điển hình. Tuy là bản đồ đến từ đất nước Thái Lan, nhưng chủ xe không dùng cái gam màu chói chang như là vàng, cam hay là xanh lá mà ta thường thấy. Những bản đồ trước kia, xem phía trước thấy được rõ nhất vẫn là một cái màu đỏ, thương hiệu sản xuất, mang lại cái vẻ đẹp giản đơn nhưng đầy tinh tế. Bên cạnh đó, một loạt những món đồ chơi kiểm cũng rất quen thuộc mà chúng ta thường thấy trên một chiếc xe độ ở bên Thái. Nhìn thoáng qua ở phần đầu không có gì thay đổi nhiều. Tuy nhiên, khi nhìn rõ ở cánh phải thấy được em nó được trang bị cụm tay thắng của Rainbow đi kèm với dầu Eden. Khá đặc biệt hơn, ở đây cái dòng cụm này còn không phổ thông mạnh mẽ. Về thiết kế hầm hố cũng như những người anh em của mình là Rainbow Roxy hay là ACS, nó rất giản đơn như cái cụm thắng cho đến tay thắng, nhìn tựa như zin. Tuy nhiên, cái sự cải thiện về phanh mà nó mang lại là cực kỳ cao. Cụ thể hơn là piston của cụm thắng Rainbow cho áp suất dầu lớn hơn. Chỉ cần bóp nhẹ là phanh được siết chặt ngay tức. Cái điểm nhấn cuối cùng trong cái góc ảnh này đó chính là rổ trước. Chào lưu chơi rổ này cũng bắt nguồn đầu tiên đến từ Bình Thái. Kể đó các dòng quay độ kiển được hình thành. Tuy nhiên, cái dòng rổ này về độ thẩm mỹ thì vẫn chưa tốt bằng so với rổ Inox 3S mà những dòng quay hay thường gắn. Dàn chân mỏng manh với niềm nhôm ánh sắc vàng là cực đẹp. Nếu chúng ta thường thấy những dòng quay đi mâm thì ở bên Thái ký một cái chiếc quay đi mâm như là mò kim dưới đáy biển. Việc xuống cái bánh cam giúp trọng lượng em nó giảm đi đáng kể. Cũng chính vì đó mà giúp chỗ xe gia tốc nhanh hơn, tạo một cảm giác lướt gió mà người lái muốn có. Như đã nhắc đến ở phía trên, cái cụm tay thắng Rainbow được liên kết hay dầu Rainbow Bliss cũng biết qua một cái sự hỗ trợ đắc lực, đó là dầu ép chịu nhiệt độ rất tốt. Để bắt được heo dầu này một cách là hoàn chỉnh thì chủ xe phải gia công phát nhôm CNC được đo đạc đầy cẩn thận khi gắn trên chiếc xe, với lực phanh sẽ có độ ổn định tinh tế nhất. Cái bột quái S bình dầu như là một món đồ chơi đã được thay thế cho bột zin. Nếu so cả hai thì cái chiếc quái S đã ăn đứt cái bột zin từ cái chất lượng cho đến cái chất thẩm mỹ. Cụ thể là lò xo ti phục có kích thước lớn hơn so với zin, cũng chính vì đó mà nó mang lại cái sự cứng cáp chắc chắn hơn. Với cái bình dầu phục này thì với cái lượng dầu bên trong sẽ được làm việc là trực tiếp khi nhúng phục, và nó sẽ giúp cho phục hồi lại nhanh hay chậm tùy vào sở thích của chủ xe khi tăng chỉnh cái nút xay trên cái bình dầu. Cùng với chúng tôi ngắm cái chiếc quay 110 độ một cái đẹp tinh tế nhưng đầy giản đơn. Còn cái thắng Rainbow đi kèm bình dầu rời, bộ nhôm xỉa vàng được cố định bằng ốc rô ti cạc te carbon Oppo tiêu nhùm. Kimco AK510 bản độ rạng người chứ một cách là tem đấu. Cái chiếc Kimco AK510 là một cái tên cũng rất hot trong khúc là xe tay ga cỡ lớn ngay từ lúc ra mắt, với giá ngất ngưỡng gần 400 triệu đồng, tương đương với một cái chiếc Spotlight tập trung. Công nghệ nó mang lại là không hề giản đơn, khá được nhiều anh em biker ưa chuộng và dành rất nhiều tâm huyết cho những bản độ. Nếu bạn có sở thích và ý định muốn sở hữu một chiếc xe tay ga này thì có thể tham khảo clip dưới đây. Với thiết kế hầm hố như là phi thuyền, bản độ được trang bị cái bộ tem đấu giả lập theo phong cách cái nón ACV K3 SV Butris, và đây là cái nón ACV K3 SV Multis. Cái đôi đèn pha mắt cáo trang bị LED chiếu sáng ban ngày cao cấp. Hai đèn báo rẽ cũng được trang bị phong cách thiết kế Boomerum, được tạo một cái điểm nhấn ở màu đỏ. Bộ tem đấu cũng rất truyền cảm hứng với cái tông màu sáng vàng, khi mà đó là những thương hiệu đồ chơi nổi tiếng như là Malusi. AK-110 còn có hệ thống giảm sóc trước là hành trình ngược với đường kính là 41mm, nhằm tối ưu cái khả năng vận hành so với cái ống lồng truyền thống. Ở trung tâm lái được trang bị một món đồ chơi quen thuộc với cái thanh ray CNC tiện dụng. Camera ở sau đuôi xe nhằm tăng khả năng quan sát cho người cầm lái.
Với nhu cầu lại thường xuyên hơn, chủ xe thay đổi hệ thống chờ sau ABM C2 kết hợp với bình dầu rời đi kèm nhiều tùy chỉnh hiện đại hơn. Là một cái mẫu xe đa dụng được trang bị cái cốp của Academy 10 cũng rất rộng, có thể bỏ vừa một mũ hiểm chùm cái đầu và một cái mũ hiểm là nửa đầu cùng vài vật dụng đồ nhỏ khác. Còn về sức mạnh, cái chiếc Academy 10 được trang bị động cơ là DOC 2 xe đáng hàng với dung tích là 550,4 mã khối, hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Công suất cực đại đạt ở mức là 53 mã lực cùng với một mô men xét cực đại là 56 Nm. Đi cùng với bộ liên hợp ướt và hệ thống truyền động vô cấp CVT. Theo nhãn sức thì cái dòng xe này sẽ có hai chế độ chạy gồm Full Power và Range. Tốc độ tối đa rơi vào khoảng 161 km/h. Một chiếc xe Toyota chuyên dụng cho những ai yêu thích những nét thể thao cùng với những tính năng hiện đại. Cảm ơn bạn đã theo dõi này chi tiết. Nhớ like, subscribe.